Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo mà Ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Chắc hẳn quý vị và các bạn hôm nay cũng đã đoán được chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Vì ngay bên cạnh tôi đây chính là một thành viên của gia đình Hyundai, đó là chiếc xe Hyundai Kona. Đây là bản 1.6 Turbo. Chiếc xe được sản xuất năm 2019. Đã đăng ký tháng 6 năm 2019, tức là mới chạy được 6 tháng thôi thưa quý vị và các bạn. Với 6 tháng này thì chiếc xe đã lăn bánh được 1.300 km, 13.000 km. Coi như là chiếc xe này vừa mới chạy hết roda. Chiếc xe này còn như mới. Đây chính là thành viên của gia đình Hyundai. Và có thể nói đây chính là bản thu nhỏ của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Vì sao tôi nói là bản thu nhỏ của chiếc xe Hyundai Santa Fe? Vì thưa quý vị và các bạn nhìn qua về tổng thể bên ngoài của chiếc xe, hình dáng này, và đặc biệt là chiếc mặt ca lăng của chiếc xe này đây, được thiết kế y như là chiếc xe Hyundai Santa Fe, nên có thể gọi đây chính là bản thu nhỏ của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Sau đây, quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này.
Thank you.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.